Mời anh em cùng đeo tai nghe cảm nhận chất âm con cục đẩy 804 nhá. Xem được những video mới nhất của bên em thì mời anh em cùng ấn vào phần tìm kiếm trên YouTube, gõ chữ Thắng Cao Audio anh em nhé. Đó, khi ấn vào chữ Thắng Cao thì anh em nhớ đăng ký kênh và ấn chuông, chọn tất cả. Khi đăng ký kênh và ấn chuông xong thì anh em có thể nhận được những thông báo mới nhất của những video bên em. Rồi chào, cảm ơn tất cả các bạn. Hello, xin chào tất cả các bác. Thì ngày hôm nay bên em xin giới thiệu với tất cả anh em dòng cục đẩy 4 kênh mẫu mới của bên em vừa về anh em nhé. Với cái mẫu cục đẩy 4 kênh này thì như anh em cũng đã thấy, nó mang thương hiệu LX Autix và mã là 804XS. Với mã 804 này thì với công suất của nó rơi tầm khoảng độ 700 cho đến 800W trên một kênh anh em nhé. Thì với cái dòng cục đẩy 4 kênh này thì giá của nó đang rất là tốt cho anh em. Với những cục đẩy như là 9004 hoặc là 7409 thì công suất của nó lên tới 900W. Thì giá của nó là 8.300.000 đồng là bao ship. Còn với 804, với con cục đẩy 4 kênh này, giá của nó chỉ có 7.500.000 đồng là bao ship anh em nhé. Nếu mà anh em ở gần có nhu cầu mua, giá chỉ có 7.200.000 là gồm là lấy tại cửa hàng anh em nhé. 7.200.000 là lấy tại cửa hàng, còn 7.500.000 là bên em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Thì với cục đẩy 804 này thì ngày hôm nay bên em cũng đang test chất âm cho anh em vừa nghe rồi. Và hiện tại cũng đang bật nhạc vàng, nhạc bolero cho anh em cùng nghe cảm nhận cái chất âm. Và với con cục đẩy công suất này đều là những cái cục đẩy mẫu công suất mạch Class H và rất là bền bỉ. Linh kiện thì nếu mà có lỗi sửa chữa và thay thế rất là dễ anh em nhé. Thì đi vào chi tiết cục đẩy này thì mời anh em cùng tham khảo chi tiết về cái mặt đằng sau của nó trước anh em nhé. Hiện tại như anh em đang vừa xem video thì em đang cắm tín hiệu vào 4 kênh, cắm tín hiệu vào AB và CD thì em link từ AB sang. Đó, nói chung là đây là một trong những cái cục đẩy công suất 4 kênh mà rất là tiện anh em nhé, cực kỳ là tiện. Đây, đây là mặt sau của nó. Đó, và đây là em đang đấu ra 4 loa anh em nhé, đang đấu ra 4 loa. Đó. Con cục đẩy công suất này sử dụng mạch Class H và sử dụng 64 sò công suất, sò NGV kép anh em nhé. Sò đây nó sử dụng sò NGV kép. Tụ sử dụng 16 tụ của Tongda và tụ 80V 15.000mi anh em nhé. Đây là một trong những cái dòng cục đẩy công suất mà khá là phổ biến và chất lượng của nó rất là tốt anh em nhé. Anh em có thể thấy là bên em cũng đã khi hàng về thì cũng đã cạo cái biến áp, một chút biến áp ra để xem nó là dây đồng hay dây nhôm. Và điều quan trọng nhất, nó là dây đồng anh em nhé. Dây đồng thì nó sẽ bền bỉ, cực kỳ bền bỉ và cho công suất là công suất thực luôn anh em nhé. Cái biến áp này thì cái độ to của nó tầm khoảng độ 20-21cm anh em nhé. Tầm 20-21cm. Cái công suất nó đưa ra rất là tốt. Đấy, cho anh em nhìn kỹ lại cái nội thất của nó. Với cái chất âm con này thì có thể chơi full hoặc là anh em có thể kẹp đánh súp đơn anh em nhé. Lưu ý với anh em là kẹp đánh súp đơn, còn súp kép thì chắc chắn là không đánh được đâu anh em nhé. Nếu mà anh em đánh súp kép, bắt buộc anh em phải chơi những cục đẩy 2 kênh công suất lớn
hoặc là con MA1003 này, công suất lên tới 1003. Còn với những cục đẩy như 804 thì anh em có thể chơi súp đơn anh em nhé, chơi súp đơn. Một kênh có thể chơi một quả súp đơn hoặc anh em chập hai kênh bridge vào để chơi với súp đơn 50 anh em nhé. Với công suất con này thì 800W một kênh thì anh em 700W thì anh em mỗi một kênh này có thể đánh được một cặp bát 30. Coi 76 từ 170 anh em nhé. Đấy. Cái mặt của nó này màu đen và cũng dễ dàng ghép nối với những thiết bị như là vang số, micro, rất dễ ghép nối. Vì cái mặt này nó rất là nhìn nó rất là đẹp. Là cái thứ nhất, cái thứ hai là mà mặt phay nhôm. Cực kỳ là sạch sẽ anh em nhé. Con này thì sử dụng lên tới 4 quạt gió. 4 quạt gió thì giúp tản nhiệt rất là tốt. Và cái máy con này nó rất là êm anh em nhé. Chạy rất là êm. Đó. Anh em có thể nhìn kỹ lại phần công suất. Với cục đẩy này thì ưu thế của nó là tiếng rất là sáng, bền bỉ anh em nhé. Tiếng sáng vì sử dụng cái dòng sò NG cho cái chất âm nó rất là sáng đẹp, phù hợp cho anh em hát karaoke, chơi loa full hoặc chơi live array anh em nhé. Đấy thì với cục đẩy này thì nếu mà anh em chơi live array thì mỗi một kênh này có thể chơi cho một cặp loa live array bát 25 ngon lành luôn, hoặc là một chiếc bát 30 hoặc một cặp bát 30 anh em nhé. Còn bát 40 thì cứ một kênh này chơi được một quả anh em nhé. Bát 40 thì cứ một kênh chơi một quả. Đấy thì với dòng cục công suất này thì nó là một trong những cái dòng công suất phải nói là rất là phổ biến. Đó. Và chất lượng đã được anh em tin dùng khá là nhiều rồi đúng không ạ? Rất là đẹp, rất là khỏe anh em nhé. Và chất âm khá là hay. Đó. Anh em có thể nghe qua. Em hiện tại em đang đánh với hai cặp loa anh em nhé, một cặp loa JBL 4012 bát 30 và một cặp loa TVK 12 bát 30. Với cặp loa TVK 12 thì công suất của nó rất là lớn, công suất của nó là peak lên tới 1600, rất là lớn anh em nhé. Và 804 có thể đủ đáp ứng. Đấy, anh em có thể nghe qua cái chất âm đấy. Chất âm rất là chất lượng, rất là hay, sạch sẽ. Như em nói lại với tất cả anh em về giá. Giá con này như em đã thông báo với tất cả anh em rồi. Thì với công suất của nó là 700-800W trên một kênh như này thì giá của nó hiện tại đang là 7.500.000 đồng. Đấy, em sẽ bao ship toàn quốc cho anh em. Còn nếu mà anh em ở gần cửa hàng thì qua cửa hàng bên em lấy thì giá chỉ có 7.200.000 thôi. Đấy, giá đang rất tốt anh em nhé. Thì anh em nhanh tay mua hàng. Với dòng cục đẩy này thì độ bền nó rất là cao. Bên em sẽ bảo hành cho anh em là 12 tháng. Ngoài ra thì ngoài 12 tháng thì sửa chữa nó rất là rẻ thôi. Đấy, thì anh em có thể tham khảo với dòng cục đẩy này. Cái điều cốt lõi là chất âm của nó hay. Đấy, sử dụng sò JBK cho độ nhạy rất là cao và chất tiếng rất là sáng sạch. Pin áp đồng rất là lớn anh em nhé. Và quan trọng nữa là sử dụng 16 tụ 15.000 mi. Dòng tụ này khá là phổ thông. Và cái mạch của nó sử dụng mạch Class H. Đấy, thì anh em có nhu cầu mua hàng, anh em liên hệ trực tiếp cho bên em qua hai số điện thoại ở bên góc dưới màn hình giúp em, hoặc truy cập website thangcaoaudio.com. Bên em giao hàng toàn quốc anh em nhé. Rồi chào tất cả anh em. Hẹn anh em ở clip lần sau anh em nhé.